Xin kính chào quý anh chị. Buổi chiều hôm nay salon em vừa về một chiếc Mazda 2 bản 1.5 sedan nhập khẩu nguyên chiếc cuối 2019. Xe này đã sử dụng hơn 4 vạn cây số. Một chiếc xe ngoại thất màu xanh ngọc, nội thất bên trong là ghế da màu đen hai màu. Hiện tại thì chiếc xe này đang được chào bán bên em với mức giá chỉ có 425 triệu thôi. Và phiên bản này là phiên bản luxury, điều hòa tự động. Tuy nhiên thì chủ xe đã lên full đồ chơi, thảm lót sàn, rồi màn Android Cam 360. Chiếc xe này hiện tại còn hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Và biển cũ của nó là biển Hải Dương. Nổi bật ở chiếc xe này ở phía cụm đèn chiếu sáng phía trước, có đèn bi xenon kết hợp với đèn định vị ban ngày. Đèn bi này thì nó tích hợp luôn cả cốt cả pha và nó liếc thẳng góc lái. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương đi kèm với cam 360. Lốp theo xe nguyên bản còn rất dày. La răng phay CNC. Đây, đèn full LED. Biển Hải Dương 34A50960. Nội thất màu đen. Lòng ghế là da lộn. Hai bên này là da trơn. Điều hòa tự động này. Đây, màn Android OLED đây. Vô lăng tích hợp. Xe rất đẹp. Chạy hơn 4 vạn cây. Chiếc Mazda 2 này có ưu điểm là nó rất bền bỉ, rồi tiết kiệm nhiên liệu, rất là tiết kiệm nhiên liệu. 100 km đường hỗn hợp thì chiếc xe này nó chỉ tiêu hao chưa tới 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Khoang chứa hành lý ở dưới này là đựng bánh dự phòng. Xe còn được trang bị hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt cũng như hệ thống dừng ngắt động cơ xe. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Máy số nguyên bản, keo chỉ nguyên zin. Mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ cho bên em theo số hotline 0978607555 hoặc 0941337888 xem xe trực tiếp tại salon Luxurica Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.